nhá. Hôm nay sẽ chỉ cho mọi người cách trứng ốp la trên hòn đá của anh em Quan Sơn Thanh Hóa. Nguyên vật liệu đây. Và nồi nướng của chúng ta đây, nồi rán của chúng ta đây. Tiếp tục đón xem tiếp theo để biết trứng ốp la trên viên đá nó là như thế nào. Các bạn, sau khi chúng ta đã chuẩn bị nguyên vật liệu là trứng và vật liệu quan trọng nhất đấy là tấm đá này, thì chúng ta công việc tiếp theo là chúng ta phải làm cho viên đá này nóng lên, thật nóng lên. Vì hôm nay nguyên liệu trứng rất nhiều, mang đi rất nhiều, cho nên ngoài ốp la bằng hòn đá, và tôi sẽ chỉ cho các bạn làm thêm một cách nữa, đấy là lam trứng bằng ống nứa. Nước đã sôi nhá, chúng ta bỏ trứng.